ăn hết của nhà bà, bê đê cào nhà bà đổ xong rồi sao bê đê hoài. Bà đi với bà là ngồi đi bà, nói chuyện bà nó không mấy, bà đi về luôn đi. Hốc như đôi chim tung bay ngập trời nắng ấm, hạnh phúc như sương băng mai. Trời, coi cái vụ gì vậy? Ê, Mày đi ra đây. Mày quá trời quá đất, bữa nay tao bắt được quả tang mày ha. Ê, con mày, gái nhà người ta bà làm gì mày? Bà bóng khổ nữa hả? Mỹ lại đây mẹ. Ôi trời ơi. Mẹ thương Mỹ, sao có sao không con? Làm gì vậy? Ê, gì vậy? Bà bị điên hả? Tôi bóp cổ con bà nào tự nhiên bà nhào vô bà làm gì vậy? Mỹ, con gái tôi nè. Trời ơi, có sao không con? Điên rồi. Ê, bà đứng lại nè. Nói chuyện chưa xong mà. Nói chuyện phải trái với tôi coi. Chuyện gì phải trái nói coi. Chuyện gì? Vậy chứ sao, nãy giờ bà đánh con tôi, bóp cổ nó, giờ không nói chuyện đàng hoàng lại với nè, tôi hả? Tôi nói cho bà biết nha, tôi chỉ đánh con chó thôi, tôi không có đánh con bà. Nhà này là nhà của tôi, nhà cao cửa rộng, chó nhà bà thì bà để bên nhà bà đi. Có đâu bà đi thả nó, bà thả nó rong qua nhà tôi hả? Nó ị ngày này qua tháng họ nó ị triền miên. Hả? Bà biểu tôi không nói. Rồi sang chảnh quá ha. Nhà đập đi xây lại chứ đâu có thể mua nhà mới đâu hả? Nè. Ờ. Giàu mới có tiền, giàu quá mà tiền dư quá phải đập bỏ xuống xây lại. Là giàu người ta mới làm nghèo. Biết rồi, chuẩn bị rước Việt Kiều về chứ gì. Sao biết nhà tôi biết Việt Kiều, chuyện nhà tôi sao bà biết hết vậy? Ủa thế chuyện nhà bà mà tôi không biết à, tôi biết hết trơn á. Tôi còn biết rồi, có đứa con đi du học ở nước ngoài kìa. Cái nó cưới vợ ở tú bên kia kìa. Mà nó đâu có báo cho cha mẹ nào biết một tiếng đâu. Bây giờ tẻ le tét lét rồi mới dẫn nhau về để ra mắt mẹ chồng. Ai đồn vậy? Tôi đồn nè. Tôi đó, bữa hổm mà tôi đi bằng móng chân móng tay nè với con Thùy Dương. Nó kể tôi nghe hết trơn rồi. Cái chuyện nhà của tôi, kệ tôi. Không mắc mới vậy bà. Bà, tôi nói cho bà biết nha, bà biến khỏi chỗ này nha. Chó của bà đem về bà nuôi nha. Bà để lãng giảng này lên là tôi quýnh rồi, nói sao xui là đừng có trách tại sao là mất tình bạn bè xưa giờ nha. Tôi nói trước rồi đó, tôi mất dạy đó. Ê, bà nói gì á? Bà nói ai mất dạy con, bà mới là mất dạy á. Ê, cái gì? Bà không biết đường dạy con, nó biết không? Bà chửi con tôi mất dạy hả? Đúng rồi. Trời ơi, tưởng nói sao bây giờ úp mặt cho tường đó chú. Trời ơi. Ê, bà làm gì vậy? Bà ra dân. Hả? Bà làm gì vậy? Chị em ơi, tôi báo cho hội bảo vệ động vật ra bắt bà cho bà coi nha. Cái gì? Bà là động ác, bà là hung dữ. Cái gì? Báo bảo vệ động vật hả? Đi báo đi. Đồ khùng. Chó mà đặt tên người. Khùng vừa phải đó chứ. Sáng ra bực bội rồi. Cái chuyện nó như vậy đó. Quá đáng. Chuyện như vậy đó mà bà chịu cho nổi hả? Ê bà Hồng, bà vừa phải thôi bà Hồng. Bà chơi với tôi bao nhiêu lâu mà bà không hiểu ý tôi hết vậy bà Hồng? Trời ơi, bà muốn giết tôi chết hay sao vậy? Bà biết tôi bệnh tim mà, cái gì bà nói nhỏ nhẹ thôi, bà đập bàn rầm rầm vậy, bà làm tôi giật mình rồi tôi chết mất hết chị tử hay sao bà? Phải móc bỏ cái nết đó nha. Rồi giờ cái chuyện đó sao? Bà không lẽ bà kêu tôi quậy tanh bành tan nhà nát cửa lên hả? Rồi để đó tới sau nay về già cái tôi ôm con chó tôi mí mí mỉ mỉ, sống một mình cô quạnh như bà vậy đó hả? Nói người ta gọi tôi là chắc con chó già quá. Tôi đi ra. Về cái gì mà về? Ngồi lại đi. Rồi cái gì? Sao? Bà biết cái tính tôi mà, tôi nóng tính nhiều khi tôi nói ồn ào, tôi nói tôi mất không có suy nghĩ vậy thôi chứ có gì đâu mà giận mà về. Tôi xin lỗi đi. Thì nói vậy đó, ai mà giận cho được. Nhưng tôi nói bà nghe nè, cái chuyện này á bà có kể cho ai nghe không? Bà nghĩ tôi nhiều chuyện như bà vậy đó hả? Tôi đi kể cho thiên hạ nghe hả? Chữ đó chắc tôi bán nhà tôi đi chỗ khác cho ở, hoặc là tôi trốn chui trốn nhủi đâu quá. Nhà bà mới xây mà, bà tính bán nữa hả? Thì mới xây, nhưng mà không thích ở nữa thì bán. Mua nhà khác ở, 4-5 căn còn mua được, huống hồ chiên căn. Chuyện đó chuyện bình thường mà bà, tôi giàu mà. Bà già dịch, tới giờ nó còn nổ. Bà biết cái xóm này nó nhiều chuyện như thế nào rồi. Đó giờ mà tôi đi rêu rao ra nữa thì nó nói tôi tới đâu nữa. Bà nhớ cái chuyện con tám thịt heo không? Đó, nó ăn nó trúng thực. Nó ói ở ngày ở đêm xong mà không biết đồn sao tới tay hàng xóm nói là nó có bầu với chính sĩ. Thì bà nhớ không? Rồi làm sao tôi dám đi nói? Thì đó. Mà tôi nói bà nghe nè. Bà bây giờ bà có muốn á là con bà nó đang như thế này nè. Nó trở thành gì không nè? Thôi bà dẹp đi. Con tôi là một cái cây tầm vong đứng thẳng vậy bà làm dày lượn gì là cái gì? Bà làm còn hơn con rắn vậy. Thì tôi hỏi bà nè, rút cuộc á là bà có muốn con bà nó thẳng hay không? Ai mà không muốn con mình thẳng. Tôi có cái cách này rất là hay. Cách gì? Tôi nói bà nghe nè. Trời ơi, bà già lũ đạn. Cái chuyện vậy bà cũng nghĩ là được nữa hả bà?
Ủa bà thấy ghê vậy? Bà lù đạn đó chứ ai mà lù đạn. Bà không nghe lời tôi hả? Bà nghe lời tôi làm đi. Con bà nó sẽ hết BD luôn. BD gì là BD? Con tôi là gay chứ là BD gì mà hết BD? BD là ăn hết của nhà bà, BD cào nhà bà đổ xong rồi BD BD hoài. Bà đi vô bến là ngồi đi bến. Không có chuyện bà nó không mấy bà đi về luôn đi. Tôi kỳ cái chữ đó mà cứ nói chữ đó trong đầu tôi hoài. Thì bây giờ bà cứ chửi đi, chửi cho tiếng lòng bà thêm đau khổ chứ cái gì. Chứ phải nói tôi chửi đi cho tôi mang thêm khẩu nghiệp hả? Chửi tiếng lòng cũng đau khổ chứ cho nó mệt vậy câu từ. Em nói nghe nè, rồi rốt cuộc cuối cùng bà có muốn con bà nó thẳng lại không? Tôi hỏi bà nè, tiếng đời người ta đàm tiếu dị nghị bà chịu nổi không? Bà có muốn thằng cu đơ nó cho bà đứa cháu không? Ủa, hai cái bà má già này đang nói cái gì về chồng mình vậy ta? À, trời, cái gì vậy? Vậy, biết tôi là hay giật mình. Chứ cũng từ từ á, cái đồng hồ kia nữa. Bất mình ghê, bà mẹ nó làm giật mình hoài à. Ai mua cái đồng hồ này vậy? Ai mua vậy? Hả? Bà mua chứ ai mua? Má đồng hồ nhà tôi mua chứ ai. Ủa, mà người kia làm gì lò mò bò đó như đi ăn trộm vậy? À, con xin lỗi. Ủa, con dâu bà đây hả? Là cái hũ vô mót của bà đây hả? Quá là vô mót. Thì thôi đi về đi. Có gì tôi điện thoại sao? Chiều tôi đem vô mua vô mót rồi cho ăn đi. Ừ, tôi về nha. Biết rồi. Cái gì thì gọi tôi nghe. Biết, về đi. Về nha. Thưa mẹ, con có chuyện muốn nói với mẹ. Mẹ biết. Mẹ biết? Ừ. Vậy con không giấu nữa. Tụi con quyết định sẽ... Sẽ dọn về Mỹ ở đúng không? Ủa, sao mẹ biết? Chiêu xài hoài sao biết. Phải, má chồn. Lần này thì cô sẽ đi về quê thật. Và không ai có thể ngăn cản được tụi con nữa đâu. Nè, chồng của con á, sanh ra có quê, có hương, có cội, có nguồn, có tổ, có tiên. Chứ không phải dư lỗ nẻ, chui lên. Nha con nha, quê hương này là quê hương của chồng con. Nó nói vậy mày hiểu không Dương? Nào hiểu. Mẹ, bây giờ nói gì đi nữa thì tụi con đã quyết định rồi. Con đã quyết định rồi. Dạ. Saki, con dâu của má. Làm cái gì mà ngỡ ngàng vậy? Ngọt ngào quá. Tôi lúc nào mà không ngọt ngào. Yeah. Má chồng thì gọi con là? Là con dâu của má. Ủa mẹ, mẹ có bị cảm lạnh hay là sốt gì không vậy? Sao con không hỏi là hôm nay mẹ có bị điên không luôn đi? Mẹ rất là bình thường mà cái cảm lạnh sốt cái gì. Đủ rồi, con sẽ không để cho má chồng lường gạt con hoài được đâu. Con đã biết hết âm mưu của má chồng rồi. Nếu trái tim của má chồng yêu con chân thật á, thì má chồng đã không để cái con bánh xôi thịt nó chicken ra nó dụ dỗ chồng của con rồi. Con à, con người ta trẻ người non dạ, không có thể nào tránh khỏi những sai lầm. Thành ra má không có chấp nhất những lời đắng cay của con bỏ vào cái lỗ tai của má đâu. Mọi sự chỉ là hiểu lầm thôi, con hiểu không Saki? Hiểu lầm cái gì mà hiểu lầm? Saki! Kêu em chồng mình mà như kêu chó vậy. Nhẹ nhàng, ngọt ngào. Saki! Chết tới nơi. Saki! Em bình tĩnh lại đi, ngồi xuống. Lòng lộn như vậy giải quyết vấn đề chứ. Bớt xoắn cho đời bớt rối. Cái này giống chó hơn đó. Ai kêu má phản ứng? Còn tuyệt chiêu gì á, tung đá. Đưa đây. Tụi con xem đi rồi sẽ hiểu. Lý tự thú. Tôi tên là Trần Cảnh Hồng. Năm nay 53 tuổi. 55 tuổi. Nghề nghiệp là nội trợ. Là bạn thân của bà Nguyễn Thị Ái. 54 tuổi. Tôi 55. Nay tôi làm clip này á nhằm gửi lời xin lỗi chân thành nhất đến gia đình của bà Ái vì đã cố tình gài bẫy làm mai làm mối cho cháu Cường, tức là thằng cu đơ á, con của nhà bà Ái á, cho cháu gái của tôi tên là Huỳnh Thị Như. Tôi rất lấy làm ân hận vì đã làm tổn thương danh dự và lòng tự trọng của người bạn hiền xinh đẹp của tôi tên là bà Ái, gây sứt mẻ tình cảm nghiêm trọng giữa bà Ái và con dâu của bà, tức là thằng Jacky á. Nay tôi xin nhận hết hậu quả trách nhiệm về mình
với lòng hối lỗi sâu sắc. Mong mọi người tha lỗi cho tôi. Mi mỹ mỹ của chị Hồng nhà mình. Bà ấy, nãy giờ bà có thấy mi mỹ của tôi đâu không? Cái dây của nó này. Nè. Bà nó làm gì nó hả? Thì nó vẫn ăn ngon ngủ yên, vẫn nằm ra đó. Trời ơi, mà bây giờ bà làm gì nó rồi? Bà ngồi xuống đây. Mi mỹ của tôi nó đâu? Bà làm gì mới có hỏi con mỹ mỹ, thì bà làm gì mà như động kinh vậy? Mỹ mỹ của bà là chó kiện chứ. Đúng rồi. Mà tôi nghe nói là bây giờ tất cả các quán nhậu họ rất là thích thịt chó kiện. Đúng rồi. Thế thì bà làm cái gì thế bà ấy? Bà ấy ơi.